Trong trường hôm nay thì công ty du học Tân Đại Dương xin giới thiệu với các bạn thông tin về trường Whitcomb Community College tại Mỹ. Thì trường Whitcomb Community College là trường cao đẳng cộng đồng giảng dạy chương trình 2 năm đầu đại học và được công nhận bởi tổ chức những trường học và cao đẳng Tây Bắc của Ủy ban Giáo dục Washington. Whitcomb cung cấp các chương trình khái quát chuyên nghiệp, các chương trình về công nghệ và các chứng chỉ văn bằng cao đẳng để chuyển tiếp lên các trường đại học liên kết. Trường Whitcomb cũng cung cấp chương trình ESL để nâng cao trình độ tiếng Anh cho khóa học chính của chương trình cao đẳng. Và Whitcomb thì có trung bình là 7.000 sinh viên cho mỗi mùa nhập học và trong đó có 125 sinh viên quốc tế đến từ 25 quốc gia khác nhau. Trường Whitcomb cung cấp một trong những khu học xá mới nhất trong hệ thống cao đẳng cộng đồng ở Mỹ, gồm 10 tòa nhà với những tiện nghi hiện đại đáp ứng được nhu cầu của sinh viên. Trong khu học xá thì còn có nhà hát, thư viện, trung tâm dạy kèm, nhà sách, trung tâm sinh viên, phòng thể dục thể thao và sân đá banh. Và hàng năm, hàng trăm máy vi tính dành cho học sinh tự học với thiết bị công nghệ cao được trang bị trong mỗi phòng học. Với sĩ số lớp học ít thì chỉ khoảng 25 sinh viên là tối đa, thì trường Whitcomb cam kết sẽ cung cấp chương trình học thuật phù hợp cho mọi cá nhân. Và bằng cấp của trường thì được thiết kế cho những sinh viên nào có kế hoạch chuyển tiếp lên đại học 4 năm và nó đáp ứng hết những yêu cầu trong việc chuẩn bị những kiến thức về ngành học đa dạng tại trường đại học. Và sau khi hoàn tất chương trình học 2 năm tại trường Whitcomb thì sinh viên có thể chuyển tiếp lên học tiếp 2 năm cuối để lấy bằng cử nhân tại trường đại học và được chuyển tiếp vào một số trường đại học nổi tiếng như là UCLA, UC Berkeley, University of Colorado, University of Washington, University of California, San Diego, University of Michigan, v.v. Và bên cạnh những chuyên ngành học thuật thì trường Whitcomb cũng cung cấp những chương trình học chuyên nghiệp về công nghệ, trang bị những kiến thức và kỹ năng làm việc để sinh viên có thể hoàn thành việc học của mình. Và nhân đây thì công ty Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn thông tin về chương trình học của trường Whitcomb Community College. Thì chương trình đào tạo của trường bao gồm tiếng Anh chuyên sâu ESL, chương trình High School Conversion được thiết kế dành cho sinh viên tối thiểu là từ 17 tuổi và muốn lấy được chương trình High School Diploma từ trường cao đẳng cộng đồng. Và tiếp theo cuối cùng đó là chương trình chuyển tiếp đại học. Vậy thì yêu cầu đầu vào của trường như thế nào? Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn đó là để nhập học vào trường thì các bạn cần phải là học sinh lớp 11, 12 tại Việt Nam. Và trường thì cũng yêu cầu TOEFL và các bạn có thể làm bài test tiếng Anh thay thế khi đến học tại trường. Và công ty du học Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường Whitcomb Community College ở Washington. Và mọi thông tin chi tiết về trường thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến Tân Đại Dương qua địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Thịnh, quận Nhất hoặc là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Hoặc các bạn cũng có thể gọi điện thoại tới số là 0838484879 hoặc là 0838382080. Xin chào và gặp lại các bạn. Và theo anh Khôi thì khi nào học sinh nên chọn trường cao đẳng cộng đồng? Với cái hệ cao đẳng cộng đồng, đây là hệ học 2 năm, yêu cầu đầu vào không cao, thậm chí với nhiều trường cũng cho phép học sinh chưa tốt nghiệp cấp 3 theo học. Sau 2 năm học cao đẳng này, sinh viên có thể xin học tiếp tại các trường đại học hệ 4 năm. Điểm mạnh của những trường cao đẳng cộng đồng là đầu vào thấp và học phí rất là vừa phải. Thế mạnh này đã đánh trúng vào tâm lý của người Việt Nam khi mà khả năng tài chính trở thành gánh nặng cho không ít những gia đình chúng ta. Ở những cái trường 4-year college, tức là hệ đào tạo 4 năm, thì họ chỉ đào tạo cử nhân trở lên. Trong khi đó, ở 2-year college, tức là hệ đào tạo 2 năm, thì có 3 chương trình đào tạo. Thứ nhất, transfer program, tức là đào tạo về kiến thức chính quy phục vụ cho chuyển trường. Thứ hai là vocational training, tức là đào tạo về hướng nghiệp. Thứ ba là academic training, là đào tạo chuyên ngành nghề. Đây là chương trình đào tạo giống như là cao đẳng dạy nghề ở Việt Nam. Hy vọng là buổi nói chuyện hôm nay sẽ làm hài lòng bậc phụ huynh và các học sinh đang xem đài. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm
xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.